Vâng, chào mừng các bạn đã đến với cả trận thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay, trận thi đấu giữa Astralis cùng với đó là Complex City, map thi đấu sẽ là Inferno. Vâng, rõ ràng ở map thi đấu này thì chúng ta có một cái rating cực kỳ lệch rồi, 1-5 cho Complex City, nhưng đó thì Astralis chỉ là 1-0.0607 thì đó thôi. Con số đã nói lên quá nhiều điều trong trận thi đấu này. Và đây là một round đấu mà Astralis đang bắn cho mình mới một đội hình default, đó là hai bom site B và 3 mid, 3 người trong bom site A, một bắn cương mid vị trí Divine, có một smoke vị trí của level. Và bây giờ Divine sẽ cố gắng giữ lại khu mid đồ cho Astralis với khẩu USP và giáp 1, chủ động bắn cương skill luôn. Trong khi đó thì Complex City với hai người bom vị trí Dev cùng với đó là Android, khả năng cao sẽ một tình huống nhảy khu vực lầu A thôi. Và bây giờ Divine bắt đầu lùi về, flash được boom xuống, Magis là một key player tình huống này. Và bây giờ thì sao đây, Magis có một mạng dây, double kill cho như Magis boy, nhưng Rubri nằm xuống stand ít vào trong vùng công A. Và giờ thì Magis bị gục bởi Android. Tình huống bây giờ đang là 3v3, một pha nhảy lầu khá hay tới từ Complex City. Và rõ ràng vừa rồi thì Rubri đã bắn hơi lỗi, bây giờ sẽ là một pha retake thôi. Astralis đang không có kit trong đoạn này và một smoke được trả ra cho Android. Trong khi đó thì Stanis Law đang móc vào đây, tuy nhiên thì Divine có mạng của Dev trước khi level nằm xuống bởi Stanis Law. Và giờ thì cũng là 1v2 Android. Android đang xử lý những bắn là lỗi và nằm xuống bởi Sipnik. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho Astralis trong round đấu vừa rồi. Và một pha retake khá là dẻo, tuy nhiên thì chúng ta phải nhắc lại về cái tên vị trí Stanis Law. Tiếng bắn có thể nói là hơi lỗi, rất đáng tiếc. Tuy nhiên thì với việc mà các thành viên của Complex City họ đặt được bom thì chỉ cần eco một round đấu thôi thì trong round đấu tiếp theo họ sẽ có ngay cho mình những khẩu AK. Và bản quyền giải Faceit Major lần này thuộc về sở hữu của Viking Gaming. Giờ thì chúng ta đến với một round full buy của Complex City. Stanis Law có cho mình một flash ở đây. Bây giờ làm một tiếng lên chuối láo. Tuy nhiên thì Sip đã có một tiếng backup thành công cho Glaivor và có cho mình mạng của dây. Lợi thế hơn người. Tình huống đang là 4v5 nghiêng về cho Astralis trong round đấu này. À, bây giờ thì có vẻ như Complex City lại muốn lên mid trong một round đấu nữa. Nhưng lần này thì với khẩu M4 giáp 2 trong tay thì sẽ là khá khó cho Complex City có thể làm được điều gì đó. Và bây giờ thì Divine có một mạng rồi, nổi súng luôn. Và bây giờ thì Divine có đã một kill cho riêng mình. Còn đó thì Stanis Law cùng với Dev, trong khi đó thì Dupree có mạng của Dev rồi. Và cuối cùng Stanis Law cũng bị hạ gục. Tỷ số là 2-0. Một round full eco rất dễ dàng dành cho Astralis trong trận thi đấu này. Mặc dù đây là trận thi đấu được đánh giá là khá lệch ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thì Astralis vẫn đang thi đấu với một phong thái cực kỳ là cẩn thận. Có vẻ như sau trận thua trước 2-1 trước các thành viên của NOT ở giải Dreamhack Stockholm thì bây giờ Astralis họ đã phải chuẩn bị một cách kỹ càng hơn, đặc biệt là với đối thủ được đánh giá dưới cơ. Nếu mà ngang cơ thì Astralis bắn gọi là ghê, nhưng mà với các đối thủ dưới cơ thì Astralis họ đọc bài là hơi sai một tí. Và vừa rồi thì đó là một tình huống mà Magis Boy có cho mình tới 4 mạng của middle. Complex City đã đưa ra một quyết định thật sự là tệ khi mà họ nhảy qua quả smoke mid. Và cuối cùng thì Dupree là người kết thúc Stanis Law của mid nhà đen. Tỷ số đã là 3-0 nhưng về cho Astralis rồi. Một round đấu full buy của Complex City đã làm cái trò nó gọi là hơi nhà quê thì đó là Magis Boy vẫn như cái thương hiệu của mình thôi. Tiếng spray control cực kỳ tốt và có cho mình tới 4 mạng. Và Astralis họ loot được cho mình tới 3 khẩu AK trong trận đấu vừa rồi. Và giờ thì Complex City yếu tiền. Một round gần như là eco nhưng vẫn xuất hiện những khẩu P250 và những quả bom. Có vẻ như là Complex City họ đang muốn set bài vào một vị trí nào đó để cố gắng đặt bom. Thành viên đang còn lại trong người khoảng 1.500, tuy nhiên thì họ đã thua liên tiếp 3 round đấu rồi. Và nếu như thua trong round đấu này nữa thì với một số tiền 1.500 như vậy thì họ vẫn có thể thoải mái full buy. Và giờ làm một con chuột cuối có flash được bung được lên, tuy nhiên thì dây lại vừa nằm xuống với Sipnik. Nhưng free fire của smoke bây giờ được level bắn yếu một người rồi. Nhưng pop flash chiếm được lại chuối. Bây giờ thì Sip có đâu kill được liệt mình, nhưng dây được level nằm xuống với Sasa. Nhưng Sip có triple kill ở đây và đó là qua đa kill, rút bè là 10 ra chơi nhau luôn. Và đó là một tiếng A dành cho vị trí của Sip. Quá hoàn hảo. Các thành viên
quá chalít trong trận thi đấu này. Họ bắn đang không khác gì là Smurf cả, liên tục những tình huống chủ động cương skill tầm gần, rất căng thẳng luôn. Trong cái đó thì con Play City họ đang bắt đầu ngợp rồi. Có vẻ như là một Archalit ở thì hiện tại đang là hơi quá sức với con Play City. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với một kỳ round tiếp theo. Tuy nhiên thì lần này Divine đang có spot đẹp để first pick cục bom sai B. Và sẽ có những sự hoán đổi đội hình. Thì cũng đẩy off lên tới từ Divine rồi. Tuy nhiên thì Sazam vừa bị nết yếu. Chưa nhìn thấy mặt địch đâu, Sazam còn 24 máu, hơi khó. Lửa mít và nét mít cùng với đó là nét chuối đã làm cho Sazam yếu trong tình huống vừa rồi. Nhưng bây giờ thì con Play City đang muốn bắn chậm lại, đang nhìn những tình huống control ở khu vực lầu A. Nhưng bây giờ thì nét được trả ra một quả nét mà ném nó gọi là không khác thì Warhack tới chiều level cả. Nhưng rất may là Sazam lùi được về trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì làm một tình huống tràn mít với cô đang bị che đi tập nhìn của mình. Và bây giờ là những tình huống pre-fire, những lúc pre nằm xuống thì đổi được một mạng tennis lầu và dây bị gục bởi mạng hit boy trong vòng sai. Và rồi Android đổi mạng thành công 3v3, nhưng level hạ của Sazam cũng bị nối rồi. Điều di chuyển hơi lỗi của Sazam. Và rồi thì 2v3 đang có một tiếng móc lầu tới chịu Divine. Android sẽ là key player như thế này, bắt buộc phải bắn cương skill. Và rồi Android thấy rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và bây giờ thì Android có một tiếng headshot vào Divine. Và đó là double kill cho vị trí của Android. Level đang kê. Và giờ thì sao, Flash boom ra, nhưng Clevo mới là người có mạng của Android đúng vừa rồi. Và tiếp theo thì đó là double kill dành cho vị trí của Clevo. Rõ ràng Clevo đã đọc được hoàn toàn những bước di chuyển của con Play City trong tình huống vừa rồi. Một tình huống Clash 1v2 khá là hoàn hảo vị trí của Clevo. Tuy nhiên thì cũng phải kể đến đó là một tình huống di chuyển hơi bị ngây thơ một chút tới được vị trí của Thép. Mặc dù Android đã bắn rất tốt với Pit, nhưng mà như vậy là chưa đủ. Đây chúng ta thì thấy tình huống này, Clevo đọc luôn rằng Dev sẽ di chuyển ra đó. Và đó là một tình huống kê trì quá hay vậy chứ Clevo. Tỷ số đã là 5-0 ở điểm hiện tại rồi. Tuy nhiên thì với một tình huống đặt bom thì con Play City vẫn có thể full buy một cách thoải mái thôi. Một lửa mid được trả ra chứ Clevo. Thậm chí là Achalit ở thời điểm hiện tại, họ đang chủ động đến mức mà còn không cho các thành viên con Play City nhảy được qua khu mid. Lửa được trả ra và bom mìn vứt vào và là rất nhiều. Và rồi dây tiếp tục có những tình huống bò trườn của lầu A. Lại là những tình huống control map cơ bản của con Play City rồi. Và họ đang muốn giảm nhịp độ trận đấu xuống khi mà Achalit đang bắn quá bay ở điểm hiện tại. Một tình huống đi tới 3 khu vực lầu A và liệu có nhảy lầu hay không. Tuy nhiên thì ở khu vực banana bị yêu standing law, cùng với đó là Sazam lại đang muốn gây áp lực. Flash được boop ra, Divine trắng rồi và sẽ phải lùi về như thế này. Tuy nhiên thì Divine còn nguyên được bộ bom và Cynic cũng có một smoke. Thời gian còn là 55 giây. Bây giờ smoke được trả ra tới cái ship rồi. Không phải, đúng hơn là đó là quả smoke được trả ra tới Divine. Nhưng bây giờ thì dây bắt được Magis Boy. Bom xe A hoàn toàn clear, một tiếng bắt bài sai của Achalit. Và bây giờ thì họ đang mất đi cho mình khu bom sai A rồi. Một tiếng đặt bom. Và giờ chúng ta hãy cùng chờ xem. Và có vẻ như là Achalit đang không muốn có cho mình một round retake rồi, khi mà họ mất đi khu bom sai A quá sớm. Vừa rồi là một round đấu mà Achalit đã định bắt bài back về bom sai B là khá nhanh. Tuy nhiên thì con Play City họ đã tỏ ra là cực kỳ khó chịu khi đó là một tiếng fake hai người của bom sai B. Và sau đó thì 3 lầu đẩy ra bắt được vị trí của Magis. Một tình huống tham minh là rất ảo. Và con Play City họ có cho mình một round thắng đầu tiên. Tuy nhiên thì chúng ta hãy nhìn qua về số frag ở điểm hiện tại. Deep đang có cho mình số frag đó là 005. Sazam là 105 và Jay cũng vậy. Hai người đang chơi game duy nhất của con Play City ở điểm hiện tại đó là Android, cùng với đó là Stanis Law. Một round thua khá đáng tiếc của Achalit. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một round mà Achalit có một chút lợi thế khi mà họ reset tiền được của con Play City. Và chúng ta hãy nhìn qua về lượng tiền của Achalit, rất giàu luôn. Con Play City có lẽ là họ phải thắng ít nhất là 2 round đấu liên tiếp, 3 round đấu liên tiếp thì may ra thì em Achalit thì cô được.
Ông bây giờ là một tình huống control khu vực Banner rất đơn giản của Atchali thôi. Còn Play City họ cũng chủ động bỏ đi khu vực Banner khoảng thời gian đầu. Và vừa rồi là một tình huống double net ở khu vực T-Bay và Sazam mất đi cho mình 26 máu trong tình huống vừa rồi. Divine đang có một góc kê ngắm cương ở đây, một góc kê ngắm khá hay. Trong đó thì Atchali họ đang bỏ đi khu vực pit cùng với đó là trong khu vực bomb side. Bây giờ thì thấy tay rồi, Divine có cho mình một mạng của Sazam, một điều di chuyển lỗi. Bây giờ smoke được trả vào, tuy nhiên thì Divine nằm xuống với stand in law rồi. Giờ thì bắt buộc Complay City phải chậm lại sau một tiếng trả smoke rất khôn ngoan của Dupree thì cũng vừa rồi. Lại là một quả nade nữa và stand in law mất đi cho mình 30 máu. Sipnik đang bách ngược về trong một bom sai A. Thì cũng bắt bài tốt. Bây giờ thì Magis bắt buộc phải có một tiếng bắn tốt ở hiện tại. Smoke được trả vào che đi tầm nhìn của Magis Boy. Và bây giờ thì mid nối cũng đang có một người đẩy vào. Đó là vị trí của Stand It Law. Vâng, Sip bắt buộc phải bắt được vị trí của Stand It Law. Bây giờ thì Magis thấy rồi. Magis bị mù liên tục như thế này. Và Dupree nằm xuống nhưng Sip đổi một trước khi Magis bị agung bởi Android. 2v3 rồi. Nhưng Stand It Law cũng chỉ còn 13 máu thôi. Chúng ta có thể thấy vừa rồi. Vâng, Magis đứng trong cục bóng sai. Mà phải đến 5 quả flash trắng liên tục, không nhìn thấy một cái gì cả. Vâng, và bây giờ thì sao đây? Glavo đang nhá, và Glavo bắt được Android rồi. Vẫn là cái thương hiệu của Glavo thôi, những tiếng nhá rất dẻo. Nhưng bây giờ thì Glavo bị ạ gục 7 giây. Nhặt off và xếp tới được với những Sipnik thôi. Còn Play City đang lên với mình, đó là hai round đầu liên tiếp. Khá là hay tới từ Còn Play City. Mặc dù Divine đã bắt được một người từ thời điểm sớm, nhưng Stand It Law đổi mạng là khá nhanh. Và bây giờ thì tỷ số sẽ là 5-2 thì hiện tại. Vâng, lên tweet thì tầm này lên tweet mình cũng không biết là tại sao mà Ben 10 chưa on kênh tweet nữa. Có lẽ là gặp một lỗi vấn đề gì đó anh em ạ. Và bây giờ ra hãy cứ tập trung vào trận thi đấu đi đã. Những vấn đề kỹ thuật thì nên để cho bên phần kỹ thuật xử lý anh em ạ. Và bây giờ thì Divine được luân chuyển hộ khẩu trong cục bom xe B rồi. Có vẻ như Divine đang lùi về để ném một quả smoke vực đầu chuối hay chăng? Không phải, nhưng bách hẳn với cục bóng xe A tới cho Divine luôn. Nhưng bây giờ thì Complay City đang gây rất nhiều áp lực. Một quả nết đau, úi giời ơi. Vâng, một quả nết chí mạng và đép chỉ còn cho mình có 11 máu rồi. Dây cũng yếu rồi. Và bây giờ thì dây nằm xuống với Glavo. Một tiếu mà Glavo đã tỏ ra là cực kỳ khó chịu. Liên tục những tiếng pre-fire và smoke. Lợi thế hơn người một lần nữa dành cho Atchalit trong round đấu này. Và giờ thì bộ đôi bắn bom xanh B của Atchalit đang là Sip và Glavo. Trong khi đó thì Sip đang còn một smoke và một flash. Glavo đang nhá để cố gắng giữ lại những quả smoke. Và trong khi đó thì Complay City họ đang hầu tới 4 người ở khu vực Banner. Có lẽ sẽ một tình huống đánh B tổng lực hay chăng đây. Sip đang kê sẵn một quả smoke ở đây rồi. Bây giờ smoke được trả ra nhưng flash là tốt, nhưng Glavo vẫn kịp đổi một. Bây giờ thì Sip có một mạng nằm xuống với Android và Glavo có double kill cho riêng mình. Sazam đẩy qua smoke và nằm xuống và đó là triple kill dành cho Glavo. Vâng, một tình huống bắn quá hay tới được bộ đôi bom xe B, đó là Zipnik cùng với đó là Glay. Vâng, trong khi đó thì thật sự là những tình huống đẩy qua smoke của Complay City cũng không phải là quá nhịp nhàng. Rõ ràng quả flash đầu tiên là tốt, nhưng vấn đề là tình huống nhảy qua smoke thì lại chỉ có Dep là người đầu tiên đi rồi, không có ai đổi mạng cho Dep trong tình huống vừa rồi cả. Hơi khó. Vâng, và trận thi đấu các bạn đang theo dõi trực tiếp được phát trên kênh YouTube của 500 Bros và bản quyền sở hữu thuộc về Guy King Gaming. Một trận thi đấu trong khuôn khổ của giải Faceit Major. Tỷ số đang là 6-2 thì hiện tại. Và giờ thì Complay City đang có cho mình một round up cố với 2 AK, 1 Gali và 2 CZ75. Cùng với đó là rất nhiều bom mìn. Và bây giờ thì Divine lần này bắn trong khu bom sai A rồi, một tiếng kê ngắm trực diện.
Quả nết được trả xuống, một quả nết khá đau. Stanley Law còn mình 56 máu sau quả nết vừa rồi. Divine đang rất tự tin với khẩu orb trong tay của mình, những điều kê thẳng với cục T7. Trong cái đó thì cục banana cũng đã được chiếm bởi Athlete rồi. Và bây giờ Stanley Law bị hạ gục bởi Divine. Một tiếng ống pick người rất hay. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải xem lại. Rõ ràng là các thành viên bên phía Complay City họ đã quá chủ quan. Divine đã có ít nhất là 2 lần chủ động pick người rồi ở vực mid với khẩu họp. Nhưng rõ ràng là Complay City họ vẫn đang di chuyển, gọi là khá ngây thơ. Bây giờ làm một tiếng tràn A rồi, smoke được trả ra. Đây là một tiếng bắn 2 pit và cơ hội là không nhiều. Complay City ship có đáp ứng kill trước khi Shazam nằm xuống với Magit. Và cuối cùng thì Android cũng bị hạ gục. Vâng, tỷ số đã là 7-2 rồi. Rõ ràng là với việc mà Atralit bắn tới 2 pit và đặc biệt đó còn là Dupri cùng với đó là Magist Boy nữa thì cơ hội nó gần như là con số 0 dành cho Complay City. Quá khó. Thật sự là Atralit đang là một đối thủ không vừa miếng cho lắm dành cho Complay City. Tuy nhiên thì đây cũng là một map khá thiên về City side và Complay City cũng không hẳn là không còn cơ hội. Nhưng vấn đề là họ cần phải lên được ít nhất là 5 round đấu bên phía T-side. Nhưng bây giờ là một tiếng đẩy trên được pin và Dupri có đăng kỳ được riêng mình. Và đó là triple kill anh em chịu Dupri. Một tiếng đẩy second mid như đi chợ vậy. Và cuối cùng thì Jay nằm xuống mình lay. Giờ chỉ còn một mình Stanley Law cùng T-bay rồi. Còn Complay City rồi thì họ đã định có một tình huống set bài để nhảy lầu. Khi mà có một vài những quả flash tới từ vị trí Stanley Law. Nhưng cuối cùng thì Dupri đã bắn một pha có thể nói là cực kỳ cục. Xin một flash cục second mid và đẩy ra làm cho mình 3 mạng cực kỳ là dễ dàng. Giờ Stanley Law sẽ làm được gì đây? Nhặt được C4 rồi. Nhưng Atralit đang bắn cương tới hai người vực middle. Trong khi đó thì ở T-Bay cũng là vị trí Divine đang kê ngược lên. Và Stanley Law không hề có một phạm vi di chuyển nào cả. Và đó lập tức là một viên AK-47 được găm vào mặt của Stanley Law. Chúng ta có thể thấy vừa rồi đội hình của Atralit họ kê như thế nào. Bằng một người kê thẳng với T-Bay. Divine là người ngắm ngược ra cuộc second mid. Trong đó Glevo là nhìn mid nhà đen. Dupri, à không, Magist Boy là người nhìn lược lên lầu. Chúng ta có thể thấy cái phạm vi di chuyển của Stanley Law trong tiếng vừa rồi. Dù có đi đâu cũng chết thôi. Tiếng kê là quá kinh khủng tới từ Atralit. Và giờ thì Complay City tiếp tục đủ tiền để full buy thêm một round đấu nữa. Với 5 khẩu AK ở đây. Và bây giờ thì Divine có vẻ như lại muốn đẩy second mid với khẩu orb rồi. Bắn rất cục luôn và bây giờ thì Divine lại một lần nữa có mạng của Deep. Tiếp tục kê thẳng với cục T-Bay luôn. Sự tự tin nó đã lên đến đỉnh điểm dành cho Divine rồi. Bắn không khác gì là smurf cả. Rồi thì trả smurf vào. Ui, một quả smurf hơi lỗi vì chịu Divine và có lẽ là nên là lùi về thôi. Hợp lý hơn rất nhiều rồi. Nhưng đó là Glevo đang cực kỳ tự tin. Bình thường thì Glevo cũng sẽ không đứng những góc cương skill như vậy, nhưng mà có vẻ như đây là một trận thi đấu mà nó có phần hơi dễ dàng. Smoke được trả ra và dây kết thúc được level rồi. Bom xe B là clear, smoke trả ra và những tình huống bách về tới từ zip nó sẽ không có nhiều tác dụng. 4v4, chúng ta hãy cùng chờ một pha retake tới từ Atralit ở điểm hiện tại. Còn có vẻ như đang muốn buff flash để nhảy qua smoke như zip rồi. Và vừa rồi thì Android bị hạ gục bởi Divine. Và bây giờ thì nét trả vào một quả nét giữa mồm. Stanley Law bị đục yếu, chỉ còn có 6 máu thôi. Và bây giờ thì cả Stanley Law cùng với Jay chỉ cần ngửi hơi đạn thôi là chết. Và bây giờ thì là một tiếng chủ động đẩy ra của City Bay. Và Dupri là người có mạng của Stanley Law. Shazam sẽ là key player trong tiếng này. Nhưng đấu skill với Atralit chưa bao giờ đồng quyết định khôn ngoan cả. Và Zip có mạng của Shazam trước khi Jay nằm xuống về Dupri. 9-2 nghiêng về cho Atralit rồi. Những tình huống đấu skill thì hầu như là Complay City họ nắm đến 80% thất bại. Tay của Atralit ở điểm hiện tại là quá to, cộng với teamwork cực tốt nữa. Một pha retake rất dẻo tới từ Atralit khi mà tình huống lúc đó là 4v4. Và pha retake của Atralit họ không mất đến một ai cả. Thật sự ghê, pha retake cực kỳ dẻo. Và có vẻ như là trận thi đấu đang gặp một chút vấn đề về lỗi kỹ thuật. Faceit có vẻ như họ vẫn đang chưa
thể khắc phục được tối đa những lỗi kỹ thuật về máy móc ở ngày thi đấu hôm qua. Thật ra thì Complay City không phải là một team bắn kém đâu, nhưng rõ ràng là Atletico đang bắn quá hay thôi. Vâng, và bây giờ thì lỗi kỹ thuật đã fix xong rồi. Tỷ số đang là 9-2 thì hiện tại nghiêng về cho Atletico. Và đây là một round đấu hấp bài tới từ Complay City. Họ đã thua cho mình đó là 4 round đấu liên tiếp rồi. Vâng, và lại là những cú di chuyển của Middle là rất tự tin tới từ Divide. Trong khi đó thì Complay City họ đang cố gắng control được những khu vực cơ bản ở trên map. Vâng, và đây là một lần hiếm hoi mà Complay City giữ được khu vực banana, nhưng giờ thì Atletico đang trả rất nhiều bom ra và sẽ là một tình huống chiếm ngược lại chuối. Toàn bộ các thành viên của Complay City đã phải bách ngược về, chúng ta có thể thấy được là Atletico họ bắn cục như thế nào. Bắn rất cục luôn, và bây giờ thì đang là những tình huống nhảy trách của Zip. Sipnik. Trong khi đó thì Complay City với những tình huống cố gắng chiếm ngược lại cùng Banner thì bây giờ họ đã yếu bom rồi. Chỉ còn duy nhất một smoke yếu đẹp thôi, nhưng Stan it long có bạn. Bây giờ thì Clevo đổi hai những cái nằm xuống bởi Android. Những hai bom xe về chỉ đổi được có hai nhú vừa rồi thì nó có vẻ như là không đủ cho lắm. Nhưng với việc mà các thành viên retake về thì bom xe A còn khá nhiều bom, thì cơ hội để retake dành cho Atletico là vẫn còn. Nhưng vừa rồi thì vị trí của Divide đã nằm xuống bởi Sazam. Một tình huống mà Divide đã di chuyển hơi hớ hênh. Có lẽ là vừa rồi thì Divide tưởng rằng là Sazam chưa dám đẩy thẳng vào con trap. Nhưng rõ ràng Complay City họ bắn cũng là cực kỳ cục luôn. Giờ là một tình huống di chuyển với cục City Bay. Clevo, vâng, không được rồi. Một tình huống bắn tốt tới từ Sazam mà Clevo nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Vâng, liệu có phải là một round reset tiền tiếp tới từ Atletico hay không đây? Vâng, như có thể thấy Rupi đã có mình full tiền rồi. Toàn bộ các thành viên của Atletico đều gần như là full tiền. Đang đấu đánh bom xe B là khá hay. Nhưng một lần nữa thì rõ ràng là Sip và Glevo cũng đang thi đấu hơi khinh địch một chút ở trong trận thi đấu này. Vâng, và 9-3 rồi. Nếu như Complay City lên được 5 round thì họ vẫn có thể comeback được. Và rồi thì là một bài chiếm chuối cơ bản của Atletico. Bắn tới 3 bóng xe B ở điểm đầu, trong đó thì Dupri cũng mang his boy chủ động cương lầu luôn. Vâng, một tình huống đúng theo kiểu 5 ăn 5 thua, và bây giờ thì Android phát hiện ra mang hit rồi. Nhưng thì Dupri cũng đang tìm đường về. Bây giờ thì Dupri bắn vào mặt của Stanislaw, thì cũng đẩy quá cương tới thì bộ đôi Dupri và mang hit. Vâng, hai thanh niên này lại bắt đầu chơi theo cái kiểu đó là lấy tay ra để đè đối phương rồi. Bây giờ nét được trả vào. Tuy nhiên thì Divide vẫn đang giữ được một góc kê rất đẹp thì hiện tại, và Divide kết thúc giây thành công. Một tình huống mà giây lại là di chuyển lỗi, nhưng rất may là Sazam đã đổi được mạng của Divide. Vâng, và giờ lại cùng chờ xem. Sipnik là người duy nhất còn lại trong cuộc bom xe B. Glevo đang back về để hỗ trợ. Tuy nhiên thì Complay City họ đang mang bom về A cơ. Với một tình huống mang hit boy đẩy lên cục second mid như thế này
thì rất có thể thôi xong rồi, nghe đấy rồi, nghe đến tiếng giật chốt ném bom rồi. Bây giờ thì Magic sẽ lùi về những tình này, hãy cùng chờ xem góc của Magic đang là rất đẹp thì hiện tại, và đó là một tiếng headshot. Android nằm xuống rồi, 2v4. Tiếp theo thì Dupri có mạng của Deep trong khu vực mid nối. Bây giờ chỉ còn một mình Sazam thôi, của bom là rơi và tham là không nhiều. 28 giây cho Sazam xử lý những tình này. Ở đằng sau đã là vị trí của Zip rồi. Sazam đang bị hai khẩu M4 kê vào tình này. Bây giờ thì Sazam lộ vị trí và ngay lập tức thì Dupri bắn vào mặt của Sazam. 13 nghiêng về cho Achalit rồi. Một tình huống nhá là khá dẻo tới từ Sazam, nhưng có lẽ là không thể trách được. Vừa rồi thì Sazam đã bắn rất tốt. Chả qua là Glay cùng với đó là Dupri đã có một tình huống thi đấu gọi là kinh khủng hơn thôi. Vâng, trận này thì khả năng là hơi khó để có thể over được anh em ạ. Và giờ tiếp theo là một round up cố nữa, Complay City và Sazam là người có op. Flash được trả ra, tuy nhiên thì Dupri đang có cú đẩy cũng second mid rồi. Một mạng, Glay có mạng của Glay trước khi Dupri nằm xuống 7 deep. Vâng, một tình huống bắn khá là tốt. Shit. Vâng, Divine vừa rồi đã có mạng standing law và đó là mạng thứ hai của Divine với quả nết. Một tình huống pick người với khẩu họp là quá nhanh tới được vị trí của Divine. Vâng, thật sự ghê. Phong độ của Divine trong ngày thi đấu hôm nay là quá cao. Bây giờ thì Android lộ vị trí. Flash được búp ra nhưng mà ở đằng sau Android đó là Glay và đó là một free kill. Vâng, một mạng rất dễ dàng dành cho Glay và tỷ số là 11-3 thì hiện tại. Achadit đang bắn quá hay. Thật sự là như vậy. Nói chung thì ở cái map thi đấu Inferno ở điểm hiện tại thì có lẽ là Achalit cũng không có nhiều đối thủ trong map thi đấu này. Vâng, ở giải Dreamhack Stockholm thì Achalit có thất bại trước Nord ở Inferno. Nord cũng là một team ở thời gian gần đây thì họ bắn rất nhiều và bắn khá ghê ở map thi đấu Inferno này. Và giờ thì với cái việc mà solo được ở khu vực bom site B tới từ ship thì Achalit đang bắn cho mình tới 4 người ở khu vực bom site A. Trong khi đó thì Complay City gần như là họ muốn có một tình huống tràn mid. Smoke bắt đầu được trả vào rồi, thì ok tới 3 người ở khu vực mid nhà đèn. Có vẻ như sẽ có một flash và bắt đầu đẩy qua Smoke. Nhưng đây là một góc kê cực kỳ đẹp tới từ Divine. Và bây giờ ui, có một tiếng bắn trượt hơi khó hiểu, flash được búp ra rồi. Giờ sẽ là một tiếng đánh A tổng lực, Divine đổi cho mình một mạng, không có double kill. Sazam kết thúc Divine nhưng ngay lập tức là chúng nằm xuống tới Deep và Android. Và cuối cùng thì Sazam bị gục bởi Magic Boy ở pit. Khó quá rồi, và tỷ số là 12-3 lượt first half. Achalit đang bắn cực kỳ chắc chắn. Những quả flash được trả ra tới từ Complay GT là tốt khi mà toàn bộ các thành viên trong bom sai A của Achalit trắng. Tuy nhiên thì ngay sau khi hết flash thôi thì các thành viên của Achalit họ tỏ ra là skill trội hơn hẳn so với Complay City. Và rõ ràng là khi bắn ở bên City side thì Achalit họ cũng có một sự chủ động hơn rất nhiều. Và giờ là round đấu Piston thứ hai. Cơ hội dành cho Complay City là vẫn còn, nhưng điều quan trọng nhất của Complay City thì hiện tại đó là họ phải thắng cho mình được round lục này. Round lục rất quan trọng. Bây giờ thì Complay City họ đang đi tới 4 người cùng bom xe hàng, thì cũng nhảy check của Jay cùng second mid. Bây giờ thì Deep bắt đầu đẩy ra rồi, nhưng bắn là khá lỗi và Deep đổi 1 khi nằm xuống với Divine. Bây giờ thì Sazam bị gục bởi Glaival, Jay đổi 1 trước khi nằm xuống với Dupre. Bây giờ thì tình huống đang là 2v3. Trong bom xe hàng vẫn còn đó là vị trí của Android. Trong khi đó thì Achalit đang muốn đánh chậm lại trong round đấu này. Họ đang có lợi thế về người và họ biết rằng là Complay City sẽ phải bắn một A và một B để chia ra thôi, di chuyển hẳn về khu vực T-Bay tới được Divine để kê ngược lại. Trong khi đó thì Android sẽ cố gắng đẩy khu vực lầu A để lấy thông tin dành cho Complay City. Và trên lầu đang là vị trí của Dupri. Dupri đang không kê về và bây giờ thì Dupri bị headshot bởi Android. Divine đang di chuyển tới khu vực bom site B. Divine thấy rồi nhưng Stanley Law còn một smoke thì hiện tại. Trong đó thì Magic Boy đang cố gắng móc lại vị trí của Android trong tình huống này. Ai sẽ là người lý hơn đây?
Thời gian còn là khá nhiều để Achalit có thể xử lý được. 45 giây. Magid đang bò ngược lên với khẩu P250. Và quyết định của Achalit đó là di chuyển lên cục bóng sai A. Vâng, vậy là Magid không check đằng sau. Vậy Android đang ở đằng sau. Thôi xong rồi. Vâng, double kill dành cho Android. Divine là người nằm xuống như vừa rồi. Bây giờ thì Magid có vẻ như là nghe thấy vị trí của Android rồi. Nhưng thời gian đã không ủng hộ cho vị trí của Magid. Time còn chỉ là 20 giây thôi. Bây giờ thì Magid sẽ vào được trong cục bom sai và đặt bom. Một tiếng xử lý khá thông minh tới được Magid Boy chạm smoke ra. Và bây giờ thì sẽ là một tiếng di chuyển xuống pit hay chăng? Trên lầu A đó là vị trí Android. Nhưng Android cũng không hề vội vàng. Đang là những tình huống chờ đợi vị trí Stanislaw di chuyển về cùng. Nên cẩn thận. Pit là một vị trí mà Magid Boy bắn cực kỳ ghê gớm. Và giờ thì Android đang check sai góc rồi. Đặt sai tầm rồi. Và giờ thì nhảy xuống. Nhưng ngay lập tức thì Android có một tiếng bắn tốt và headshot vào vị trí của Magid. Và chúng ta có đào thắng thứ tư dành cho Complexity. Cơ hội để cho Complexity comeback là đây. Tiếng bắn quá hay của Android trên khu vực bom sai A. Những tình huống di chuyển và đặt tầm là cực kỳ tốt. Cơ hội đã về. Và giờ thì sẽ là một round eco dành cho Achalit. Vâng, với việc đặt được bom thì họ eco một round rồi. Complexity cũng nên cẩn thận trong round đấu này. Mặc dù đây là một round full eco, nhưng nếu như mà Complexity họ mất nhiều súng thì sẽ là cực kỳ khó. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đang là những tùy uống pre-fire smoke tới từ vị trí Stanislaw. Complexity cũng đang bắn một vị trí foul. Và hai người bắn cùng bom sai A, đó là Deep và Stanislaw. Giờ thì Sazam cùng Jay chủ động cương kill cùng middle. Android là người bắn pin và bây giờ là một chàng mid rồi. Divine có một mạng Sazam nằm xuống với Magid Boy. Giờ thì Jay bị hạ gục bởi Zipnik. Thôi xong rồi. Vâng, một round gần như là full eco. Vâng, một round đúng là full eco thật. Thì không một player nào có giáp, nhưng rõ ràng là skill và cái tactic của Achalit nó đang thể hiện sự khó chịu. Giờ lại là một tiếng đẩy qua smoke rồi. Đừng có nói với tôi sẽ là một round thua full eco. Thôi xong rồi. Bằng ship có khẩu M4 như thế này thì gãy rồi. Vâng, trả một lửa ra với Shield Divine. Complexity sẽ phải chậm lại. Và hai player của Complexity đang chỉ là những khẩu SMG thôi. Đẩy xuống. Bây giờ thì Deep có một mạng, nhưng Divine đổi mạng thành công. Giờ thì solo em Stanislaw bị bắn vào mồm rồi. Và đó là triple kill dành cho Divine. Trời ơi là trời, một round full eco và cuối cùng thì Complexity tất cả những cục bom xe A, những tình huống full bài với giáp 2, 3 bom xe A đổi 3. Vâng, trong cái đó thì Achalit đều là những khẩu lục, thậm chí là có cả Glock và không một thanh niên nào có giáp. Vâng, Complexity có vẻ như họ đang gặp một đối thủ quá khó chịu. Và giờ thì up cố, không còn gì để mất tới được Complexity nữa rồi, một pha mát vị trí của dây. Và giờ chúng ta hãy cùng chờ xem Sazam sẽ làm được gì với khẩu Dingo đây. Trong khi đó thì vâng, Achalit đang sồ lên ở khu vực banana là rất đông. 3 người luôn, Divine, Magid cùng với đó là Clay. Bây giờ thì sau một tình huống trả smoke ngược ra thì Achalit đang muốn chậm lại và quay về control lại khu vực bom sai A. Vâng, và khu Dingo thật sự đáng trách. Và với cái tactic dual entry của Achalit tới từ Dupri cùng với đó là Magid Boy như thế này thì Achalit đã từng hủy diệt rất nhiều đối thủ rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Lại là một tình huống đi chay của Divine, một tình huống lên M4 và bắn là cực kỳ tự tin luôn. Vâng, và bây giờ thì flash được bung ra tới được vị trí của Dupri. Thêm một flash nữa, rất nhiều những tình huống trả bom. Và bây giờ thì Complexity đã gần như là hết bom rồi. Lúc đó thì Sazam lại đang back về khu vực bom sai B, một tình huống bắt bài. Nhưng có vẻ như sẽ là sai hay không. Achalit đang giữ cho mình hai bom sai B. Nhưng bây giờ là một tình huống đẩy ngược ra của Jay theo cái kiểu gì vậy? Lúc đó thì Zip, vâng, Dupri có double kill Boiler. Bom được mang luôn lên A rồi. Hai bom xe A không đổi được một ai. Một mình Dupri giết cả hai. Thật sự là...
đây City đang đuối quá rồi. Và giờ thì đặt bom thành công và có lẽ tỷ số sẽ là 14-4 thôi. Không có những điều retake. Complex City đang cố gắng xếp súng ở khu vực bom sai B. Và giờ thì có vẻ nhá, Charlie cũng muốn đẩy ra để bắt súng. Charlie đang bắn thật sự trái hát. Giờ thì Divide bắt đầu đẩy lên rồi. Rõ ràng là các thành viên của Achilles họ biết rằng là Complex City ở đâu. Nhưng vừa rồi là một tiếng headshot khá ghê tới từ Sazam. Bây giờ thì đẩy ra và Divide tiếp tục đổi được cái đầu rồi. 2v4 đang gọi thêm người về và Magit, quái vật Magit Spoil đang bắt đầu đẩy về. Nhưng quyết định là không bắt súng nữa rồi. Và tỷ số sẽ là 14-4. Complex City cũng chỉ giữ lại được hai khẩu lục thôi và nó cũng không gây quá nhiều khó khăn cho Achilles trong trận đấu tiếp theo. Khuôn mặt khá là chán nản tới từ vị trí của Stanislaw. Vâng, và giờ thì Complex City quyết định là eco, cố gắng kéo trận đấu với overtime hoặc là lên được bao nhiêu round thì lên. Vâng, trong đó thì Achilles full buy với 4 AK và 1 M4 ở trên Divide. Giờ thì Divide đang phi rất nhanh ở khu vực banana, nét được trả ra. Và bây giờ thì Divide headshot vào vị trí của Stanislaw. Bắn là quá ghê tới từ vị trí của Divide. Giờ Divide tăng thẳng vào luôn và nó... Ui dồi ôi, một tiếng sấy hơi bị mù mắt một tí, không sao cả. Khi mà còn đó là mang His Boy ở đây với một tiếng đổi 2. Sazam đẩy qua Smoke và nằm xuống bởi Clay. Giờ chỉ còn một mình Jay đã lộ vị trí của một City. Bằng tầm này thì thôi, Achilles khỏi phải đặt bom đi săn người luôn. Ở tầm này tôi đố dây đổi được một mạng thôi chứ đừng có nói là thắng được trong round này. Ông Jay đang bị quay ở tất cả các hướng rồi, không có nhiều phạm vi di chuyển của Jay. Và ngay lập tức thì Divide cũng dùng headshot và tỷ số là 15-4. Vâng, thật sự là đỉnh. Ở tầm này thì có lẽ là hai cường OT thì cũng không cứu được trận này anh em ạ. Khó quá. Atalit bắn quá là nghiêm túc, không hề thở râu tấu hài một tí nào cả. Đúng là bây giờ có khác. Và bây giờ thì có miếng nếp mít thì vai mất đi người 24 máu như vừa rồi. Tuy nhiên thì banana vẫn đang được kiểm soát bởi các thành viên của Atalit. Rồi thì Dupri có tiếng bò trườn khu vực lầu A. Những tiếng đặt tâm của Dupri chúng ta có thể thấy, những tiếng đặt tâm cực kỳ chắc chắn luôn. Trong khi đó thì Magit là người thường xuyên di chuyển ở khu bom site B để pick người. Đã pick đua NG này của Achilles có thời gian phát huy cực kỳ tốt. Bây giờ Stanislaw đang có smoke one way ở đây, bây giờ smoke tan. Và bây giờ thì Stanislaw đổi cho mình một mạng nhưng có lùi được hay không đây. Vậy là vẫn lùi kịp, một tình huống B-Hope về khá dẻo. Lợi thế hơn người lần đầu tiên dành cho Complex City rồi. Bây giờ là một tình huống đẩy ra theo kiểu tham minh chúa tới từ Dupri. Chúng ta minh quá à? Bây giờ flash được trả ra nhưng quả flash hơi lỗi một tí. Bây giờ thì khung kích nhà đèn, Dupri có đã một kill cho riêng mình. Vâng, bắn đúng cái kiểu là tham minh chúa. Đối phương vừa quay tâm đi cái thì ông lắc ra, ông bắn mặt người ta. Ông bắn kiểu quá đáng. Và cuối cùng thì Magis Boy headshot được xa ra một khung middle. Divide cũng đang cố gắng săn người của bom say B. Bây giờ thì Divide là người kết thúc được deep. Giờ thì còn một mình Stanislaw với cả 52 máu của City Bay rồi. Divide đang đẩy vào và đó là double kill dành cho vị trí của Divide. Trận đấu thật sự là có phần hơi dễ dàng. Vâng, 16-4.